Xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Nói đầu tiên thì cho phép nhóm của Lo Dung Vlog xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay trời được một dịp vui nhộn nha cả nhà. Hôm nay thì có anh Việt từ Sài Gòn xuống, thì Tí hôm nay anh em xuống trời làm sinh nhật cho Tí nha cả nhà. Thì hôm nay là cũng như là 25 tháng 4, Tí có xuống đây chơi thì sẵn anh em tổ chức sinh nhật cho Tí luôn, là một món nhỏ nhỏ của dân giả miền Tây mình nha cả nhà. Thì món làm sinh nhật cho Tí hôm nay là đây là cả nhà thấy không? Gắn. Ở trong nhà gắn gà đồng hổ ngựa. Đúng rồi đó. Này hổ dọn đúng không? Đó là con hổ dọn. Con đỏ đỏ này con gì? Nó cũng không nữa. Nó cũng mà cái này hình như là lại nó là này, tưởng nó hổ lửa chứ. Hổ lửa không dám ăn đâu dành đây. Đây mấy anh em trên trời mình chuẩn bị nha cả nhà. Lát xong rồi cứ mừng sinh nhật Tí vui vẻ nha. Dạ. Rồi rồi. Nghe. Không có thời giờ. Không có bà thờ kìa. Không có bà thờ. Không có bà thờ. Không có bà thờ. Anh Việt tặng quà rồi đúng không? Rồi rồi, nó mang luôn rồi. Bỏ vô bao thơ cho. Đồ rồi. Hàng bữa thấy đăng Facebook gì nhận quà hết tháng 4 đúng không? Về hấp lá tí tô nha. Cổ về hấp lá tí tô thì mấy chị em phụ nữ thì tạm thời chưa có lên được cả nha. Tại trên trời còn hơi nắng quá. Thì mấy anh em mình làm đồ ăn xong đi rồi sẽ phụ nữ sẽ lên sau. Mình đàn ông kiểu sao ta? Đảm đang. Bữa giờ âm thịnh dương si mà. Trai nấu ăn cho phụ nữ ăn. Ok, rồi hôm nay giờ anh em mình bắt đầu vào bếp. Có khi nào cái lửa táp khét cái bao tay của anh không? Hậu phái cười vậy. Đó. Này là cái phần rắn mình sẽ ăn chung với lại bò hầm thuốc bắc. Ủa kỳ bỏ vô dê hầm thuốc bắc hay cả nhà. Rồi bỏ vô chở qua chở lại. Quá giang. Rắn này mình chiên nước mắm nè. Nhưng mà mình chiên cho rắn nó chín nó vàng chứ cả nhà. Sau đó mình cho cái nước sốt lên. Chứ mình không có ốp nước mắm như trong này ha. Đổ vô cái thau lại để nó món này nghĩ mới ra chạm lần đầu. Ai vô tỏi chưa? Đây xả nè ông ơi. Còn xả nữa. Còn xả nữa. Quên này vậy. Phải lên luôn đúng rồi. Rồi gắn. Vàng rồi nè, cái này ra được. Ra được rồi. Lấy cái thau nhấc ra được nó rồi. Đây. Đó. Đó. Mình cho
vô cả nhà. Em đỡ mới được, cái này phải xài cái này mới được. Gắn bầm vô. Thì chị Ngọc vợ của anh chồng nha cả nhà. Chào nhà chị Ngọc. Chị Trang. Phương vợ Tí. Chào bà xã của Danh. Trời bữa nay cái chòi mình cũng mâm nè bộ. 10 người. Hai đứa nhóc còn tí. Mấy anh em đang chuẩn bị trong chòi nha cả nhà. Đông mà tí. Đông mà. Đang chuẩn bị cho một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ ngày hôm nay để kỷ niệm với mấy anh em luôn. Anh chồng làm một cái món ăn rất là phức tạp. Xương gắn chiên giòn. Bỏ vô chảo dầu chiên thôi đó. Cái này chiên phải cho nó giòn, tới giòn mới được. Đúng rồi, để mình nhai vô xương. Đây, cái xương mà nãy mình lóc cái thịt để mình làm bên đây nè cả nhà, là mình tận dụng lại cái xương. Nó cái xương với cũng còn thịt tại mình lóc không có hết nổi. Đó, mình đem mình chiên giòn luôn. Ôi thơm rồi đó. Cho em có ăn như lên thôi giờ em cũng ráng ăn xương rồi. Bỏ phí. Món này Nhí mới làm lần đầu. Lòng gắn xào mốt. Bỏ dầu vô đi tí. Dạ. Bỏ dầu cái kia đừng dầu này rồi thôi. Không, dầu mới á. Không, không được mấy dầu cũ cũng được. Làm cái nước sốt để mình dưới lên gắn chiên rồi vô quay lên nhé ơi. Rồi đi vô đi vô vô đây có nước mắm ớt và đường tiêu và mía tương ớt này cả nhà. Cái nước sốt không khí náo nhiệt. Này cho đi sắc nước luôn đúng không? Chan vô cũng thấm. Rồi ok. Xuống. Xuống chào. Bắt dẫn. Nè ớt thì bỏ đâu vậy? Rồi bỏ xuống nước tương này. Tiếp tục mình làm cái món cuối cùng đó là lòng gắn xào mốp. Thank you.
cho mớt vô nha. Quá trời. Thêm chín có cái phụ luôn chứ bộ. Bây giờ sư phụ quăng là có điện tử cầm. Sao nè, ôi nãy ra trong lòng nó có niêm rồi phải không? Có niêm rồi nha. Rồi xào cho mớp thì xuống chín rồi bỏ hành vô lụm. Cậu Nguyễn đi, cậu Nguyễn ướt gì đó ướt đi. Nãy giờ anh làm đem cầu rồi đó. Cậu đừng thấy không ta? Ồ, vỗ tay đi. Trời ơi. Rồi, cảm ơn anh em Phù Lâu Dung nha. Rồi, ok. Ok. Đó, đây này. Vậy tổ chức sinh nhật cho anh cu tí à? Cu tí. Rồi thôi nè, em bỏ lên trên bàn phải nè. Okay. Mới thôi phải cũ là nãy giờ chét. Tới luôn rồi đó anh ơi. Nhậu sàn sàn hết chứ. Rồi sàn sàn vô rồi. Hả? Đây rồi, đó đây. Đây chụp hình lên chụp hình với bạn không? Vi chụp giúp chị với. Đó, nguyên gia đình luôn. Quá trời món luôn. Đây nha. Đây, chúc mừng sinh nhật của tí rồi. Bây giờ đẩy cái xịa gạo đó ra đi. Đẩy ra luôn anh Toàn. Anh vô trong đó luôn. Đây hả? Thôi, dẫn hoài. Anh đẩy xịa gạo ra, anh đẩy vô. Đẩy xịa gạo, đẩy xịa gạo ra. Rồi. Đẩy hết rồi nhỉ. Rồi. Hồi nãy chiều nhầm món lớn con trai đi nè, góp nữ đi rồi ngồi nhậu chung mới được, ngồi vô dậy theo cùng. Cũng được anh nè, nhớ được mình nhớ lên luôn. Lũ bên đây nè ơi. Không hay kết nối mạng đi điện nhậu live stream. Rồi nhớ là tao quay bên nè, đó nó. Rồi nhờ ơi. Vô. Vô. 1 2 3 vô. Mời cả nhà sinh nhật tới đi chơi. Đây, dự tiệc cùng anh em nha, hôm nay sinh nhật của tí nha. Thì nhóm Cù Lao Dung Vlog xin chúc tí sinh nhật luôn luôn vui vẻ và làm ăn phát tài nha. Rồi mời cười ngay, vui cười ngay, cười ngay. Cảm ơn em nha. Rồi vô Diệp ơi. Rồi rồi vậy là rồi. Rồi vô đi làm đi anh dậy. Về ra làm mấy cái muốn cái gì? Bỏ mấy cái này vô nè, bỏ cái này vô. Bỏ đâu vô cho mấy đứa nó ăn. Chọn. Bỏ cho hồi xếp ra đi. Thì đi ra về qua đây ra được không đồ? Ở ngoài ăn được chứ. Ăn gì không? Ăn gì không kêu. Này ghê hả? Chơi phía nha. Thầm mà món bỏ cái nhỏ. Mời cả nhà đi rượu nha. Ủa sao không mời Sài Gòn xuống đây làm mà thấy là sao vui không? À, vui vậy là thấy anh em không? Còn làm mấy món nào bén bén không? Không ăn cũng từ từ nên anh cũng không đói. Bây giờ bạn nào uống nước vô lại. Rót vô giùm anh nha. Ăn tự nhiên đi quý vị. Rồi góp mình đăng ly cái này. Chúc mừng tí cái này. Rồi, chúc mừng phải chúc ba ly luôn chỗ chứ. Không? Ba ly rồi. Ừ. 1, 2, 3 vô cái này. Rồi, chúc nhiệt tình cái này. 2, 3, vô. Rồi, rồi ông trai. Mời cả nhà đi thứ hai nha. Thì dành bạn cầu cuối chút xíu rồi nè, dành sẽ lên nha cả nhà.
cho nó chích ngay. Hôm nay đông vui quá, hôm nay là tí xuống dưới này chơi là vui lắm mà. Cái này tổ chức sinh nhật cho tí nó là thái mị. Quen một điện luôn. Thôi giờ vô luôn em cũng nhai luôn. Vô. Rồi, vô vào đây. Vô lên nha. Vô. Rồi, cho gấp mồi mồi cho anh Việt bắn anh chậu. Anh tự gấp được mà. Cái món này anh làm anh hiểu mà. Như vậy ăn. Làm đây. Đây làm xương rắn mình chiên giòn nha cả nhà. Rất là ngon. Và lại cái này tính cả nó cũng hơi cứng mà mình chiên lại nó giòn lắm. Mình thử nghe cả nhà. Cái món tại vì con hồn ngựa này nó già dữ lắm. Vì hấp cái đồ con ngựa mình ngựa này nó đuôi dữ quá. Nó hơi dài. Nó hơi dài hả người? Nó hơi dài. Không mà ngon mà. Ngon. Không biết là nói cái xương á. Không giòn nữa. Làm mồi lên anh Tài. Không tí. Bỏ này vô lẩu nè mấy cái bánh. Lẩu hả? Ừ. Rồi, em lấy rồi, em ăn không luôn. Cũng được, đâu sao đâu, chiên giòn mà. Thì ăn đó xong đi rồi chút ăn lẩu vô cũng như như vô lẩu rồi. Ừ. Rồi hôm nay cũng là sinh nhật của em. Thì được mấy anh em ở dưới Cù Lao Dung đãi cho em buổi tiệc này là cũng là hoành tráng. Cảm ơn anh em Cù Lao Dung đã làm cho em cái buổi tiệc này. Rồi, đây thì cũng em cảm ơn anh. Ừ. Nghe tí thì nói chung là anh em mình trước lại sao quen cũng anh em anh Nguyễn với tí cũng rất là nhiệt tình nha. Chị Trang với lại vợ của tí nữa cũng xuống đám của nhà danh này mấy anh em tổ chức một tí là một cái buổi tiệc nhỏ thôi, mình nhỏ nhỏ trong gia đình giống như là anh em trong gia đình đó. Thì anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Chúc em sức khỏe.